cái vấn đề nước Mỹ xong, và trong nước của mình hiện giờ đang có những cái vấn đề mà tứ trụ rung rinh như vậy, mà hiện giờ mình nói gọi là tứ trụ mà hai người đã gần giống như là bị banh ta lông rồi, là ông Thưởng đã bị đá ra khỏi tứ trụ rồi, bây giờ tới lượt ông Vương Đình Huệ nữa. Thì những cái tiên đoán của anh về những cái xáo trộn ở trong nước Việt Nam, Đông Quang nghĩ là nó bắt đầu nó thành hiện thực rồi. Thì bây giờ anh nghĩ là sắp tới là cái tình hình Việt Nam nó sẽ ra sao nè? Giờ hai trong tứ trụ, một cái nhà có bốn cái chân mà hai cái chân rụng rồi, thì chắc sắp tới nữa rụng thêm nữa không? Ông Nguyễn Phú Trọng sẽ ra sao rồi, ông Phạm Minh Chính sẽ ra tôi sao? Tôi nói nhiều cái clip rồi, tôi có nói cái clip. Dân không tin công an phường, công an chẳng tin công an tỉnh, rồi công an chẳng tin thứ không là không tin bộ không tin trung ương, lên dài lên rồi lên tới lãnh đạo, lên tới tứ trụ, không ai tin ai hết, và cuối cùng không tin cái thể chế của họ. Cả người gì đảng cộng sản vẫn không tin đảng cộng sản, người của họ không tin người họ, sư tử trùng sực sư tử nhục. Tôi nói cái này hàng 5 năm lúc tôi độ chúng sanh, hôm nay nói thiệt, ma nó diệt ma, quỷ diệt quỷ, Phật trời, tôi là con của Thượng Đế, tôi không có diệt ai hết, tôi là từ bi, cha sai tôi xuống à, để khen Tô Lâm, để khen bác Thưởng, để khen bác Huệ, khen bác Trọng, hay đừng đánh nhau, chúng ta xã nghiệp cho nước Việt, chúng ta là con cháu rồng tiên, con cháu lạc hồng, chúng ta phải ngồi nói chuyện với nhau, lấy ân báo oán. Cái chính sách của Thiên Việt là lấy ân báo oán, là không có trả thù, không đổ giọt máu, không lấy tài sản của ai hết, mà nước mình ngồi lại nói chuyện với nhau và thăng tiến từ đó. Đây là cái khúc ngoặt rất là quan trọng mà tôi đã nói cách đây một năm, hoặc cách đây 2-3 tuần trước. Thằng Tiến, tôi nhận nó là em nuôi của tôi, thằng Đức Tiến, thằng MC á. Thì ngày em này á, nó lên đột xuất, thì tôi có nói, nó hỏi đột xuất, tôi trả lời đột xuất, thì tôi nói năm nay 6 triệu chim hiền ồ ạt quay về, dân sẽ nổi loạn, thập nhị xứ quân sẽ nổi loạn, và lúc đó sư phụ sẽ về nước, chỉ sư phụ á mới làm cho mọi người an tâm, và đồng thời nước mình không có ai giết ai hết. Đó là cơ trời đi như vậy. Hôm nay chúng ta vô minh, chúng ta không có biết ông trời là ai. Kiệt là có ông trời, sư phụ Kiệt là Đức Quỳnh Phú Sổ lập ra cái đạo. Tên của Kiệt nằm trong sử sách, trong tiên tri hàng mấy trăm năm. Đó là thật. Chỉ qua mấy anh nó bận quá, cứ lo cơm gáo, áo, gạo tiền, rồi phụ nữ thì củ hành, củ tỏi. Cái nước Việt thì một cái thể chế vô thần, không có đạo đức. Học vấn trẻ em thì lại vô học, cho nên không có nghiên cứu những cái gì lời cao siêu của tôi nói. Người nếu mà chịu khó mà ngồi nghiên cứu đi, cũng phải giật mình á. Không có thể nào một người như Kiệt mà làm chủ một cái hãng cả tỷ đô, rồi 500 mẫu đất này, mấy chục triệu cũng cho cộng đồng. Muốn gặp tôi, hẹn cái là gặp, giống như anh gọi cái là tới. Tôi không phải là cái kênh YouTube bình thường mà đóng rồi mở rồi lấy tên khác. Anh có hiểu không? Tôi là thiệt, mà quá thiệt luôn, nói đâu chúng đó. Thì năm nay là cái năm xáo trộn nhất của nước Việt, và cũng là một cái năm vinh quang của nước Việt. Trước khi ông Trump lên, Biển Đông sẽ dậy sóng nữa kìa. Việt Nam sẽ không còn cái xương sườn nào để dựa hết á, không còn cái phao nào để cứu hết á. Dạ, và phải tự lực tự cường này hả? Tự lực cánh sinh hả? Là 6 triệu người của mình phải về, tất cả các bác HO về. Và đồng thời á, kinh tế chợ Việt Nam sẽ trở lại nếu 6 triệu người về. Tôi đã từng nói trên thế giới này chưa ai dám nói mạnh, và tôi nói cả ngàn lần, hôm nay tôi nói thêm. Cờ vàng, cờ đỏ, ai nở bỏ vàng, ba sọc ngang hàng treo khắp nước. Cái lá cờ vàng, ba sọc đỏ, nó sẽ treo khắp nước từ Hà Nội tới Cà Mũi, Cà Mau. Hôm nay Việt Nam, cái này cũng hơi khó nói, nhưng mà nói luôn. Ở Việt Nam ai muốn làm tỷ phú, thì hôm nay lấy cờ vàng, ba sọc đỏ, mai mỗi nhà cả trăm cái để sẵn. Tới 1, 2, 3 chỉ cần một ngày mà lấy ra sử dụng thôi, cũng giàu nữa. Nói thiệt á. Mà cái chuyện này nói người ta cười phải không? Tôi nói tôi sẽ gây nhiều thù, nhưng mà tôi đã nói rồi, giờ nói thêm đâu có sao. Tôi không gây thù, tôi nói sự thật. Là vì cái lá cờ này là lá cờ hàng gắn,
người hải ngoại và người quốc nội, và đồng thời nó đã có lịch sử trước 75, Liên Hiệp Quốc và Tòa Bạch Ốc, cả khối Âu Châu cũng thừa nhận nó. Những cái số quân của những bác HO là rất là quan trọng. Những bác này là những bác cầm cái cờ vàng ba sọc đỏ cắm trở lại Dinh Độc Lập trong những ngày tháng kế tiếp, để mà hàn gắn dân tộc trở lại, để thay đổi một quốc gia rất là nhiệm màu. Đó là sự thật, trong đó có anh và có tôi. Còn hôm nay những người nào không hiểu ghé nghe thì hôm nay anh Quang anh hỏi chuyện nói thôi, chứ còn anh không chê tôi là nói chuyện. Anh có thấy tôi giống như mấy cái bà Linh Đồng mà nói không ra chữ không? Tôi đâu có giống. Anh professional cái nào, tôi còn professional hơn anh nữa. Tôi là cái trí huệ của tôi nó xuất thế gian và đồng thời siêu thế gian. Tôi không phải trí huệ bình thường. Những cái gì tôi nhìn thấy nhân loại khó có nhìn thấy được lắm. Khi nào tôi nói sai kìa. Chỉ có một cái tôi nói quá cao siêu thì người tầm thường không có hiểu tới. Thì cứ nghĩ là không hiểu tới thì ở đó mà dễ voi, dễ đuôi voi, dễ dòi voi, dễ chân voi, dễ cẳng voi, lưng voi. Nếu mà mở mắt ra sẽ nhìn thấy tất cả 5 năm nay Kiệt Đề nói gì. 6 triệu người sẽ về nước, xây dựng lại một tổ quốc mới. Đó là thật. Cho nên hiện bây giờ anh đang coi cuốn phim. Cuốn phim này tôi coi xong hết rồi. Cuốn phim là hôm nay á, mấy ông mà từ chức, mấy ông đó khôn á. Tại vì mấy ông sẽ không có bị ghi vô lịch sử đời sau bị chửi. Mấy ông khôn á, Dương Đình Huệ rất là khôn nghe. Rồi Phạm Minh Chính, Võ Văn Thưởng. Võ Văn Thưởng là khôn nữa, trời ơi. Ăn không được rồi chạy nha. Phạm Minh Chính thì vẫn còn, chắc cũng nếu mà ổng còn ham á, ổng mệt ổng á, ổng mà khôn ổng viết cái thơ luôn đi, viết cái thơ có mấy chữ thì sau này ở trong thư viện bớt được mấy nghìn cuốn sách có tên ổng. Bây giờ mấy ông đó mà từ chức hết thì bây giờ lấy ai ra? Mình Tô Lâm lên. Được rồi. Trời ơi. Tô Lâm lên hả? Ừ, mình ổng với Đảng Cộng sản Trung Cộng. Trời ơi, Đảng Cộng sản Trung Cộng nó đông với Tô Lâm là đủ rồi, cai quản nước Việt mình dư sức. Thiên Tân Kiệt này chỉ chống ngoại bang, chống Trung Cộng diệt chủng nước mình. Thiên Tân Kiệt này không có chống những người ác mà làm lên nước Việt tan tác như thế này. Nên sau này những người ác cũng là bạn Kiệt. Kiệt chỉ không có thích Trung Cộng ở trên quốc gia của mình. Chống Trung Cộng là khác, còn chống Việt Cộng là khác. Kiệt không có chống Việt Cộng, cũng chẳng chống Việt Cộng ác nữa. Còn Việt Cộng mà không ác cũng là bạn Kiệt hết. Cho nên hai cái khác nhau. Còn cái mà thằng Trung Cộng đó là thằng đáng để cho mình phải để ý tới. Đó là Kiệt không ưa Trung Cộng từ đầu tới cuối. Nếu ai nghe clip từ số 1 cho tới clip 289, Kiệt xuống thời gian là để cứu nước Việt. Bây giờ hồi nãy mình có nói sơ sơ về chuyện là anh có thành lập cái đảng Thiên Việt. Đó. Thì bây giờ anh có cái mục đích của đảng Thiên Việt là như thế nào, và anh có những cái lời nói gì mà muốn truyền đạt đến đồng bào trong cả nước không? Tôi là thành lập Thiên Tâm, cái đạo Thiên Tâm. Đạo Thiên Tâm có từ trên cõi trời Đâu Xuất Thiên. Và dấu hiệu Thiên Tâm á, mà người ta đeo khắp nước Việt hơn ngày hôm nay á, đã có từ năm 1979 ở trại tù Nam Hà. Vậy hả? Hà Nam Ninh, nước Việt Nam. Có đã từ thời đó. Đến năm 2017, Thượng Đế và Hội đồng Chư Phật xuống tu quỳ ở đó. Thì lúc đó mới cho officially cái đạo Thiên Tâm lên trên cộng đồng mạng. Cho tới ngày hôm nay là từ năm 2017, ngày Vía Phật Bà Quan Thế Âm là ngày 19 tháng 2, 2017, thì officially trên thế giới bắt đầu biết. Chứ còn nó đã âm thầm từ năm 79. Tôi đã đeo cái dấu Thiên Tâm, và cái hãng của tôi xây năm 2003 là có dấu hiệu Thiên Tâm trên nóc nhà. Cái dấu hiệu Thiên Tâm là cái dấu hiệu mà hồi nãy chúng ta trên cái đường đi từ dưới đồi đi lên đó, thưa quý vị, thì mình thấy một cái dấu hiệu rất là lớn nó nằm ở trên sườn đồi, thì đó là cái dấu hiệu Thiên Tâm. Để tôi giải thích tiếp. Thì tôi là founder, là sáng lập đạo Thiên Tâm. Ở trong kinh nói là messenger, mỗi một cái thế chiến thì đều có một cái tiên tri của Thượng Đế gửi xuống. Đệ nhất thì có, đệ nhị là ba đứa em bé ở Spain, đệ tam là hiện giờ là tôi là con của cha, con của Thiên Thượng.
không phải người phàm như kiểu anh đâu, tôi phân nửa tôi giống anh thôi. Đệ tam, mỗi một nhà tiên tri xuống, mỗi một người mà sứ giả của thượng đế xuống đều lập đạo. Thì khi lập cái đạo ra, để sau khi thời hậu cộng sản, thời những cái ác sẽ qua nè, Israel, Iran cũng sắp sửa đánh, tức là những cái chiến tranh, những cái ác sẽ đi qua, rồi thiên tai, địa chấn, hạn hán, lũ lụt, bệnh tật qua hết. Thì lúc đó cái đạo nó sẽ thanh bình lại cái thế gian này. Nếu không có cái đạo, cái thế gian này nó sẽ tiếp tục đánh nhau nữa sao? Cho nên cái đạo nó rã ra 27 để mà cho hậu thời gọi là Thượng Nguyên Thánh Đức, đó, thời hiền từ á. Còn hiện giờ chúng ta đang ở thời cuối của cái ác, cho nên chúng ta vẫn còn chiến đấu nhau chút chút cuối cùng. Thì cái đạo tôi đã thành lập ở Mỹ này, tôi có 5-7 nghìn đệ tử. Ở Việt Nam khoảng mấy chục triệu, khoảng 1/4 dân số từ Bắc tới Nam đều đeo dấu hiệu của tôi. Có nghĩa là tôi là giáo chủ của đạo này, là Chúa Giêsu Tái Lâm. Là nhưng mà bên Phật đó thì gọi là Di Lạc số 2. Còn là sao, tại sao có Chúa với Phật lẫn lộn? Nó đấy, giống nhau. Tại vì anh không có tìm hiểu, anh không có biết là chữ messenger là bên bên Công giáo nói. Còn bên Tây Tạng á, gọi là Mesa. Là cũng rồi, giống người. Mesa dịch ra là Di Lạc. Di Lạc cái Chúa Giêsu mà trở lại thế gian này á, là giống nhau. Là cùng là một người. Một người hiện thân. Sứ giả nè, thiên sứ. Tức là hai tên nhưng mà lại là một người, hiểu không? Đó là tôi. Và đồng thời cái đạo mỗi ngày nó phát triển. Ai ở cái thời này mình có bệnh tật, mình có chiến tranh, mình có đói rách, hạn hán, ai đeo cái dấu hiệu thiên tâm, người đó sẽ được giải cứu mùa này. Nhất là mấy đảng viên mà sắp sửa bị đốt củi đốt lò đó, gán đeo vô để cho qua cái mùa đốt. Bà Trương Mỹ Lan gán đeo 3-4 dấu vô cổ nghe chị, thì chị sẽ được cứu, không bị tử hình. Đó là thật, tôi không phải nói đùa trên mạng này đâu. Nào giờ tôi chưa bao giờ dám nói đùa. Đó là đạo. Rồi tới ngày hôm nay, trong kinh của Đức Huỳnh Phú Sổ và trong kinh của Cao Đài đều có nói là sẽ có lập hội Long Hoa. Tại anh không phải là người trong đạo, anh là người thế gian, anh không hiểu chữ hội Long Hoa là gì. Hội Long Hoa nghĩa là hội anh tài. Hội anh tài nghĩa là gì? Hội anh tài là anh là người tài. Hải ngoại, những người hải ngoại không hiểu về tâm linh cũng là người tài, miễn có tâm hồn chánh nghĩa, thương nước Việt, thương quốc gia thì là người tài. Thì sẽ lập cái hội đó, cứ nghĩa là một cái cuộc họp của tổng thể tất cả người Việt hải ngoại 6 triệu người. Trong đó có anh, trong đó có anh Tạ Đức Chí, Kim Bi Lôi Hồ luôn, rồi có Phát Bùi luôn, tức là có luôn Ngô Kỷ mình luôn, tức là Thổ Tả hay là Hữu Tả gì hết, cứ họp hết. Gọi là hội anh tài, hỏi có tài là họp. Để mà giúp quốc gia đó. Nhưng mà dịch chính nghĩa của trong kinh gọi là hội Long Hoa. Chữ hội anh tài dịch sát thêm chút nữa là thiên Việt. Tự về giàu cho cái thiên tâm nó có 20+ triệu người. Nó cũng không phải là một cái tổ chức chính trị. Tại sao tôi vừa lập đạo, dạy người ta từ bi về trời, vừa lập chính trị? Là vì cái sứ mệnh của tôi nửa đời nửa đạo, trong kinh cũng có nói. Vì chỉ có tôi mới lấy ân để báo oán một cái chiến lược gọi là sau này không có ai trả thù Tô Lâm, cũng chẳng có ai trả thù Thưởng, cũng chẳng ai trả thù Bác Dũng hay Bác Trọng, cũng chả có ai trả thù hải ngoại HO ở bên mình hay là ruột thừa gì nữa. Có nghĩa là một người, chỉ có tôi có thể có khả năng làm chuyện đó trên thế giới này của người Việt 100 triệu người. Đó là sứ mệnh. Người bình thường không thể nào làm được cái sứ mệnh này. Là gì? Không có cái tâm từ bi sẽ không có làm được. Mình lấy đức, mình phục chúng, mình lấy từ bi, mình xóa bỏ hận thù. Thì cái thiên Việt gọi là hội anh tài. Thì ai mà vô cái này thì sẽ nắm chánh quyền, không cần phải tu hành gõ mỏ như là thiên tâm. Nhưng mà nó cùng một người sáng lập, đi song song để mà đưa quốc gia nước Việt lên cường thịnh. Đó là lý do cơ trời đi là vậy. Cùng một người sáng lập, đó là tôi. Nhưng mà nó hai nhánh. Tại cuộc đời tôi là hai thứ. Anh thấy tôi mặc đang đồ đời đúng không? Nhưng mà tôi ngày mai tôi mặc áo chàng, tôi là đồ đạo, tôi đọc kinh còn giỏi hơn mấy ông thầy. Nhưng mà tôi ngồi tôi nói chuyện mấy chính gia, chính trị gia, mấy ông đâu có biết tôi là đạo. Cho nên tôi có hai mặt. Thì lập ra hai thứ. Đó là lệnh bề trên, lệnh của Thượng Đế. Thì Thiên Việt có nghĩa là hội anh tài. Mà hôm nay Thiên Việt đã ra đời cũng lâu,
Và đồng thời Thiên Việt cũng có 3 bộ tổng tham mưu. Và cũng có tôi là đứng trên, thì ở dưới cũng có rất là nhiều bác HO, hội đoàn và những tôn giáo. Sau khi nước Việt sẽ có nội loạn, thì anh nghĩ ai là người một ngày quốc gia không có lãnh đạo, không có vua đâu có được, nó loạn sao? Thì anh nghĩ sao? Anh có nói về một trong những cái ý là anh sẽ về làm vua nước Việt đó, là nó sẽ kinh nói nào, anh? Kinh điển nói chớ nông nải sân si hư Việt, xuân hạ tác cuồng thư. Sư phụ tôi nói tức là Đức Quỳnh Phú Sổ. Thì ở bên Hòa Hảo người ta đều biết, thì sư phụ tôi có nói chớ nóng nảy sân si hư Việt, phải đợi thời vua Kiệt hồi quy. Vua Kiệt đó có nghĩa là Kiệt đó là tên anh luôn đó, tên tôi. Thì có nhiều người những năm đầu tôi nói cái này người ta phản đối, nhưng mà sau này mấy vị nói tên của con dám giải thích cho họ. Tại vì nếu mà họ có thể giải thích chữ Kiệt là cái nghĩa gì khác thì họ cứ giải thích, nó không phải hồ hào Kiệt hay là gì hết, mà có chữ ca đàng hoàng. Thời đó tôi chưa sanh ra là tên tôi đã nằm trong tiên tri của nước Việt từ thời Trạng Chinh rồi. Tôi hồi mới đẻ ra cặp mắt tôi nhìn thấy bầu trời, thấy người đi trên mây khác hơn người thường rồi. Tới ngày hôm nay tôi cũng vẫn khác hơn người thường. Tôi thấy được những gì anh không thấy. Tôi thấy mấy ông rồng đang bay, anh nhìn thấy là mây xanh. Tôi thấy các chư vị đang đứng sợ sợ đây đầy, anh không thấy gì hết. Anh thấy cây không? Không thấy, thấy cây với hoa. Anh thấy toàn là nè mấy cô tiên này đẹp không? Thấy mấy cô tiên này nữa thôi. Cho nên không thấy có nghĩa là không, có nghĩa là không có. Nhưng mà hồi xưa tôi đưa anh đúng rồi, đúng rồi. Giống như bây giờ không, nói rất là đơn giản. Không thấy có đưa đâu có nghĩa là hồi xưa mình đâu có thấy sóng điện thoại đâu, phải không? Mình đâu thấy sóng vô tuyến đâu, nhưng mà mình vẫn coi hình, mình vẫn nói chuyện điện thoại nào không? Cái này có những cái mình không thấy được. Nhưng mà đừng không thấy thì dựa cột mà nghe đúng không? Nhưng mà bây giờ đang nghe, ngồi ghế nghe thôi. Không, mà những nhà chính trị gia cần phải nghe tôi nói là đang nghe đây, đang nghe. Anh với anh Charlie rồi hay ông Trần Thái Văn là mấy ông nội giỏi về mặt đời không cần biết, nhưng mà mấy anh chết, mấy anh đi đâu mấy anh đâu biết. Tôi biết anh đi đâu, tôi biết tôi đi đâu. Mình có linh hồn, mình xuống đây là mình tiếp tục mà chết là cuộc sống mới, là để mà trả cái bài thi. Nói cái đó vòng vòng thì anh nghe hơi nhức đầu, nhưng mà anh cần phải thêm chút nhức đầu anh mới tăng trí huệ anh lên. Thế giờ còn thế gian mà cứ lo chức vụ với tiền bạc á, nó chỉ vòng vòng rồi tới một ngày anh về hưu cũng chả anh chết là lúc nào, và cũng chẳng bao nhiêu người khóc cho anh. Cho nên suốt thế gian mới là quan trọng hơn là thế gian, anh hiểu không? Học mà học suốt thế gian á. Thì trở về cái chuyện Thiên Việt. Thiên Việt có nghĩa là hội anh Tài đó. Những người nào trong cái đảng Thiên Việt thì những người đó sẽ nắm chính quyền nước Việt Nam. Sau khi nước Việt Nam mọi thứ ổn định trở lại. Cho nên cái đảng Thiên Việt rất là quan trọng trong cái thời này. Là vì nó có sẵn mấy chục triệu dân rồi, của Thiên Tâm rồi. Anh hiểu không? Nhưng mà cương lĩnh của mình là như thế nào? Cương lĩnh thì chút tôi nhắn tin anh trên mạng cũng có. Có. Tôi có đọc trên đó, trên mấy clip á, anh vô cái kênh của tôi á. Dạ. Cương lĩnh tức là đảng Cộng sản về hưu có thể gia nhập, HO có thể gia nhập, bất cứ ai cũng có thể gia nhập, con ông cháu cha hay là kẻ thù nhau đều có thể gia nhập, nhưng với cái lòng chính nghĩa đều gia nhập được hết. Chứ nếu không gia nhập, Thiên Tâm chỉ là tu thôi, Thiên Việt mới là ra nắm chính quyền. Cho nên tôi nghĩ anh cần phải gia nhập á. Nhưng mà gia nhập thời gian đầu chỉ là dùng bí danh để anh được đi vô đi lại Việt Nam, nó không làm khó. Thì sau này từ từ mình mới lên. Anh muốn xưng tôi là trong đảng Thiên Việt thì chuyện của anh, phải không? Nhưng mà hiện bây giờ thành viên của Thiên Việt là chỉ có mình tôi biết. Ví dụ tôi với anh mà nói chuyện, anh là Thiên Việt, có mình tôi biết. Những cái người Thiên Việt kế bên cũng chẳng biết luôn. Thí dụ như bạn anh là cũng là Thiên Việt, nhưng mà hai anh ngồi lại nói chuyện nhau, ai anh cũng chẳng có thông với nhau, cũng không hiểu. Tại tôi giữ bí mật trong lúc này. Bây giờ cho nên giờ tôi đang bị nhiều người đòi xịt tôi lắm rồi. Vậy hả? Tính lấy tôi. Nhưng mà bây giờ anh có gặp cái sự chống đối gì từ phía nhà cầm quyền Cộng sản không? Ồ, quá trời. Thí dụ họ nói là bây giờ họ đưa anh vô cái danh sách giống như là những cái đảng giống như đảng Việt Tân ở bên này, đảng của ông Nguyễn Hữu Chánh hay là đảng của ông Đào Minh Quân không?
mấy người đó làm sao so sánh được tối. Mấy người đó chỉ là lợi dụng cộng đồng. Đảng Việt Tân hồi xưa lúc thời Hoàng Cơ Minh, tôi là người đi xin tiền cho Hoàng Cơ Minh lúc đó mười mấy tuổi, mang cái thùng tiền, rồi cũng lấy tiền của cộng đồng, rồi cũng đi làm chuyện riêng, rồi cũng giết người mình ở trong rừng Thái Lan. Đó là mấy cái không có đúng, không có, mình không có nên làm những cái gì mà nó không có đúng sự thật. Tôi cái gì tôi nói sự thật là sự thật. Tôi dùng từ bi, đức độ, bác ái. Còn người ta dùng cái gì tôi không biết, tôi chỉ có cái đó là tôi giỏi. Còn thủ đoạn tôi không có bằng họ. Tôi rất là từ bi, rất là bình thường đó. Nhưng mà lên thử, tôi dễ thử lắm. Mười mấy năm nay tôi đứng đây nè, rất là nhiều người lên đây phá hoại, gửi nữ cán bộ vô tôi cũng cho luôn. Tại vì nữ cán bộ tôi convert ký cũng thành ra người của tôi luôn cũng được. Tại vì cái đảng Thiên Việt nó ngộ lắm, nó không có cộng sản, cũng không phải, nó không thuộc về phần nào, nó chỉ phần yêu nước, chống Trung Cộng thôi. Anh hiểu không? Anh đừng có tưởng cộng sản ai cũng là người xấu nha. Anh đừng có tưởng mấy ông HO ai cũng là người tốt. Cũng giống như cái ông gì hồi xưa bạn mình đó, chống cho đã rồi giờ chống cái gì á. Ông Ngô Kỵ hả? Tôi không dám nói tên nha. Rồi thêm mấy ông khác nữa, ăn chung ngủ chung với mình á, đến lúc mà có, trên đời này con người á, mình phải bền gan bền trí, ngựa hay ngựa chạy đường dài. Chứ mình không có thể nào mà mình phải có lập trường để khi con cá đó, con nó chết còn để xương, cọp chết cũng để da. Thế còn mình chết bao nhiêu người khóc đưa mình ra đám ma mới quan trọng, hay là không có người nào mới là do mình quyết định ngay lúc này. Anh nó mình quay trở lại về bây giờ kết hợp chính trị Mỹ về Việt Nam mà trong cái tình huống này có một cái sự gọi là connection, là có cái connection nào bản chiều á, đừng có cắt cỏ nè. Dạ, giữa cái chuyện mà ông Trump chuẩn bị lên và phía bên Việt Nam lục đục, mà giống như có thể là phía bên khi mà ông Trump lên, ông có những cái tác động nào ông làm cho Việt Nam thay đổi không? Ok, tại anh không có nghe hết clip, tôi anh chỉ nghe thoáng thoáng. Ừ, không, cái bàn tay trắng mặt này là gì đen. Ừ. Ok, thứ nhất là tôi nói năm cái ác á. Năm ác, trong đó có cái ác búa liềm, là nó có bốn nước còn lại: Tàu, Việt Nam, Bắc Hàn là một cái ác dùm khăn, cái ác thứ hai, cái ác mà thế lực tiền đen á, ác thứ ba, cái ác thứ tư á là trong khi anh nhớ thì cái ác chùm khăn là sao, là sao? Chùm khăn là mấy cái tội mà giống như Hamas á. Ờ. Nó cũng đi chung, rồi bên Trung Đông. Tôi nhớ là tự nhiên cái thằng quỷ này tự nhiên đang làm nó cắt cỏ âm sùm, tôi không có nói okay. Chuyện được nữa. Thì năm cái ác mà khi nó đi, nó phải đi cùng một lượt. Nó không có thể đi trước đi sau. Thì cho nên tại sao bây giờ á, vừa mới Nga đánh thua Ukraine, bắt đầu vừa mới Iran, Israel với Hamas, rồi bây giờ lại Iran với Israel, rồi bên Hezbollah gì đó, quên, Trung Đông, rần trời. Okay. Thì bây giờ tự nhiên bên Biển Đông, tàu chiến của Nhật nó kéo ra rần rần. Thì tự nhiên ông Trump á, ổng kể ngựa xông pha vô tàu Bạch Ốc thẳng luôn á. Không có thế lực nào cản ông nổi. Tại sao cùng một lúc, rồi cùng một lúc tại sao nước Việt mình 3-4 ông lại xin từ chức? Anh nhìn thấy những cái gì tôi nói nó có ứng nghiệm không? Nó có lạ không vậy? Sao không có chịu ngồi suy nghĩ những lời tôi nói đi? Nếu mà mấy anh mà làm chính trị mà nghe lời tôi nói, Trần Ngọc Phong cũng vậy, Quy cũng vậy, nghe lời tôi nói, tụi nó không cần đọc báo, nó nghe lời tôi nói, nó đọc chúng, nó nói chúng hết á. Năm năm nay tôi đâu có nói sai gì đâu. Nó không có thể đi một thằng mà nó đi một lượt. Cái bàn tay anh có hai mặt thôi à. Yin and Yang mà, anh lật lên cái là đen, trắng, đúng không? Cho nên khi mà lật á, lật một lượt, tất cả năm cái ác cùng lật một lượt, và bệnh tật, chiến tranh, rồi thế giới, thiên tai lũ lụt, nó cùng đi một lượt. Cho nên ông Trump phải về tòa Bạch Ốc cho cái mặt đời, bắt buộc ông phải về.
ảo không về cái đảng Cộng hòa cũng cũng có thể là bình luận được Trung Cộng nữa. Trên thế giới này không có thể nào để Trung Cộng đá hoài đá quái. Hỏi một lần này, xưa nó phỏng vấn tôi, Trung Cộng sẽ chia năm sẽ bảy. Bây giờ á, nó đánh không đánh gì, nó mà đánh nó cũng chia năm sẽ bảy, nó không đánh nó cũng chia năm sẽ bảy. Và đồng thời tôi cũng từng nói trên thế giới có hai quốc gia mà bị Trung Cộng ăn hiếp, đó là Tây Tạng là Ngài Đạt Lai Lạt Ma và nước Việt mình. Mà hai người cùng có một ý nguyện là muốn về giải phóng quốc gia của họ. Và đồng thời hai người cũng còn sống trên thế gian này. Ông kia là tám mấy tuổi, ông sẽ giải phóng Tây Tạng. Tôi về, tôi lo cho nước Việt. Hai người cùng nguyện lực xuống thế gian này để cứu quốc gia của họ. Thì tôi nói bây giờ cũng sẽ sắp trúng. Ông kia ông vẫn còn sống nữa. Chiến tranh, tiền, thế lực đen, đầm lầy phải không? Đầm lầy, hai cái cuối cùng là đầm lầy. Đầm lầy, trời ơi, là nó đi một lượt. Như cái đồng tiền thôi, mặt hình, mặt chữ, anh biết không? Như bàn tay này, trắng đen này, tôi nói hoài à. Tại vì anh chơi tôi trình độ dở hơn anh, cho nên không nghe không biết tôi. Mình đang ngồi anh để cho mấy... Mình đang ngồi với lại tỷ phú. Mày ở Mỹ này có câu á, hồi nào làm nhiều tiền nhất lần đó khôn đúng không? Tôi làm nhiều tiền anh. Đúng rồi, nhiều tiền hơn nhiều. Một ngày tôi làm 1 triệu đô. Hãng tôi một ngày nó làm 1 triệu. Tức là tôi đâu có phải là người ảo đâu. Yeah. Tôi người ảo làm sao tôi làm được ngày 1 triệu. Cho nên là anh cũng thua. Cho nên anh gán về nghiên cứu mấy clip của tôi đi. Là tôi nói thiệt á, là vì cái lòng từ bi tôi lộ cơ là ở trên cho tôi lộ. Để mà cho những cái người như anh Vân hay là anh Charlie hay mấy anh bạn mình ở tại Đức Chí, thằng Phong, thằng Huy rồi đó, cả đám gán ngồi nghe, cả Kim Liêu Hồ luôn gán ngồi nghe đi. Mấy chính trị gia miền Nam Cali kiệt này á, nó nói thiệt á, chúng ta muốn có tương lai rạng ngời á, là phải đứng sau lưng nó, phải gia nhập đảng Thiên, không có cần, chỉ cần á là đảng Thiên là Việt, chờ ngày Thiên Việt, cái đó gọi là hội Long Hoa Thiên Việt, mà gọi là hội Long Hoa hội anh tài, là gom lại hết những người tài lại. Sau này á, tại Đức Chí với Kim Liên Hồ ngồi ăn chung bàn phải không? Sau này á là quốc nội quốc ngoại ngồi ăn chung bàn phải không? Ngô Kỷ rồi với Đê Bình Dương, tại Ngô Kỷ chữ Đê Bình Dương nhiều không phải ngồi ăn chung bàn. Coi như là tình thương kéo mọi người lại với nhau hả? Chuyện này không có kẻ thù, cho nên ai mà chửi chuyện này người đó bị sổ gắn chịu á, nghe, bị bác phai gắn chịu. Chuyện này là từ bi, cho nên tôi nãy giờ tới tôi ra đời có ai chửi tôi đâu, chỉ có người vô minh, người ngu mới chửi tôi. Chứ tôi không có làm cái gì chửi, núi này 2 mấy triệu cũng cho cộng đồng. Mấy ông nội có miệng, cả anh cũng vậy, có bao giờ cho cộng đồng đồng nào đâu. Tôi cho ra không nè, hiện giờ anh đang đứng đây là cả mấy trăm nghìn người về đây là tôi cũng cho rồi, thế giới này cũng cho, biết bao nhiêu campaign, biết bao nhiêu chuyện, cả cột cờ treo ở Phước Lộc Thọ hồi bữa là đúng rồi, kiếp đó, lúc đó anh đó. Charlie anh nói kiệt là tôi chơi liền quá, tôi nói anh làm này đúng, tôi ủng hộ anh. Cho nên rồi hồi bữa hổm cái vụ Kỳ Đài tôi cho 50.000 đó. Ở Việt Nam là tôi cho ra không, tôi chưa có xin người Việt Nam này 1 cent. Tới ngày hôm nay luôn chưa xin một cộng đồng 1 cent, chưa bao giờ gây quỹ. Thì tôi có làm gì sai đâu, chửi tôi. Đúng rồi, năm qua có nhớ hôm bữa đó Trung Quốc Huy có gọi cho anh, xong rồi anh nói là anh sẽ ủng hộ cho cái cờ ở Phước Lộc Thọ là 3.000. Nhiều hơn nữa, tự tôi nói cảm vậy hả? Nhiều hơn nữa hả? Ok không, bữa đó là Huy nói vậy thôi. Vậy thôi chắc sẵn đây xin tiền ủng hộ cái bảng đường Hai Bà Trưng luôn đi. Nhiều cũng chơi chẳng ấy. Bây giờ năm quan chỉ cần có 5.000 để làm cái bảng Hai Bà Trưng kìa, làm rồi, in rồi. Bây giờ chỉ cần việc treo lên thôi. Treo ngay đâu? Treo ở ngay cái đường Pagoda, ngay góc đường Bosa. Bao nhiêu mà tắm? Cái đó nó khoảng chừng 7.200. Nguyên cái project đó rồi là 7.200. Cho 5.000 gọi anh chút đưa. Rồi, ok. Máy điện thoại anh chút đưa. Trời ơi, làm cảm ơn. Hay quá ta. Làm được rồi. Xin tiền luôn. Xin tiền luôn. Ông nói dùm sơ lý làm tên là ông Trần Đạo nè. Rồi Lê Anh Việt nè, Nguyễn Hồng Trực đó. Đúng rồi. Ok. Không, những cái tên đó là những cái tên ở phía dưới. Những cái tên nhỏ ở phía dưới. Cái đường chính ở phía trên. Cái này là đường nhỏ phía dưới. Nhưng mà cái bản tên đường này là đường Việt Nam. Rồi, tôi chút tắt máy này tôi 5.000.
Để tôi để tiền ngoài xe. Vậy ha. Không, chỉ cần là đưa mà. Ký cho thành phố thôi, không có cần phải đưa cho đông quan luôn. Ok, anh Trúc luôn. Nhắn tôi cái link về tôi cho bà xã tôi đưa. Bả là người giữ tiền, tôi cũng đâu có giữ okay. tiền đâu. Ừ. Rồi hỏi đi, 12 câu nãy giờ hỏi có mấy câu à? Tiếng Việt tức là hỏi Long Hoa, hỏi anh Tài. Của 6 triệu người Việt hải ngoại cùng với 100 triệu dân trong nước ngồi lại nói chuyện với nhau, gọi là Thiên Việt, để mà lập lại một cái xã hội mới cho nước Việt Nam sau thời hậu cộng sản. Đó, nó tấm tắt lại dễ hiểu như vậy. Nhưng cả nam lẫn nữ, trai và gái. Nhưng bây giờ nói về cái này, tại vì Đông Quang thấy cũng hay nha. Khi mà anh Kiệt nói về cái chuyện mà anh Kiệt về Việt Nam làm vua đó, thì cái thể chế của mình nó sẽ chạy như thế nào? Hồi nãy anh có nói giống như gần gần giống bên Thái Lan hả? Tôi đâu có muốn đụng tới nhiều chuyện nhất đầu, tôi chỉ lo về đạo. Rồi ai cho nên cái Thiên Việt ngày hôm nay quan trọng lắm. Là cái bộ tổng tham mưu á, họ một cái shadow government thì phải có chức vụ. 1, 2, 3 nước Việt á, hồi xưa mấy vị có nói, ngày mà cộng sản tan vỡ á, khi đàn ông vỡ tổ tranh nhau hút mật xé tan bầy gì đó thì nó lẹ hơn thời 75 của mình, thì nó phải có cái gì để mà plug in liền. Nó có cái đó nữa, nó theo cái gọi là cái cách mà Thái Lan họ đang run không, ví dụ là giống giống vậy đó, bên kia có chính ăn thua dân thôi. Thì nó có cái hội Duyên Hồng giống như thời nhà Trần, tức là nước Việt Nam mình á lập lệ giống như đời nhà Trần, Trần Nhân Tông hồi xưa vậy đó. Là mình quên đi thù nhà mà mình lo giặt Mông Cổ ngoài xâm, nghĩa là mình quên đi cái chuyện thanh toán nội bộ, mà mình phải coi cái thằng Trung Cộng nó lăm le nó chiếm nước mình. Trong lúc nó đánh Biển Đông nó lừa cơ hội nó đánh nước mình luôn. Tại vì người của mình cũng đã thông đồng với nó, móc nối với nó, tức là mở cửa cho nó vô rồi. Đúng không? Thì dân phải đứng lên, nếu không ở nước Việt bây giờ bị mất nước á. Có người đang mở cổng cho Trung Cộng vô á, cho nên nó có nó y là nó lập lại ý như đời nhà Trần, nhưng mà nó lại làm không được là gì, ở trên á, bề trên á đã tính cho nước Việt rồi. Tôi là người ở bề trên, tôi sinh cho nước Việt. Thì những cái cơ trời đi rất là màu nhiệm. Nếu không màu nhiệm, 6 năm nay Kiệt này nói chặt lắc hay sao? Kiệt phải nói trúng thì tôi mới có nhiều đệ tử thương tôi, đúng không? Đổ đường xa lặn lội khắp tất cả các tiểu bang trên thế giới. Và đồng thời nước Việt Nam bây giờ mấy đảng viên á, người nào á mà muốn sống mà sung sướng á, đừng có lo sợ, đeo cái gió thiên tâm vô. Rồi ra phi trường á, đón Kiệt về với cái bông hồng. Nhưng mà anh Kiệt có về chưa? Okay, tôi đâu dám về. Tôi về giờ là về tôi lâm bắt tôi sao? Về là tôi lâm thập cổ tôi liền á, tôi lâm đâu có nể ai đâu. Nhưng mà bây giờ hỏi tuy là tôi là bạn của vợ ổng, nhưng mà chị Loan là vợ ổng, bạn tôi. Ủa? Nhưng mà tôi bả, ổng bắt là ổng bắt hả? Thôi nhưng mà bây giờ có mấy cô đây nhiều quá mà tôi hỏi câu nào hơi kỳ. Bây giờ hỏi vua, đi. Nếu mà vua như vậy thì có khoảng chừng bao nhiêu vợ? Một vợ. Vua thì phải có nhiều vợ chứ. Anh ham nhiều à, tôi để nha, tôi nhường cho anh đi. Nó thường thường là vua phải có nhiều vợ, phải có tỳ thiếp nên là trong cung nữ nên là chứ. Không có dám không? Cái đó là vua bình thường. Cái đó là cỡ này cái danh đấy thôi. Tôi người tu mà, tôi đâu phải người phàm đâu. Bây giờ cúp máy đi, cái xong rồi hỏi cái câu này được tôi không? Tôi chỉ một vợ thôi. Tôi chỉ có một công chúa. Vợ tôi hiện giờ là con gái út của Long Dương, là trong Ngũ Long công chúa. Thì bà xã tôi ấy, hiện giờ anh biết mà. Đúng rồi, không, năm qua có biết chị. Ok, như là chỉ có một hoàng hậu thôi, không có... Một thôi, một là... cung nữ gì hết á. Tự gì... Không có giống như hồi xưa ông Minh Mạng mà gần như là... Là nè, cái thang thuốc bộ của Minh Mạng phải không? Này công chúa ngon của Long Dương. Có một bà hơi được rồi nhiêu đó rồi. Không, chị trước phu nhân của anh Kiệt rất, ai cũng biết rất là đẹp. Đẹp mà hiền, dịu dàng. Dịu dàng lắm. Tại vì bà là cốt, bà là cũng tôi là thái tử trên trời, bà là công chúa ở dưới Long Cung. Cái duyên nợ như vậy thì tôi cũng thường tiếp xúc với Long Dương với nước nhiều. Mấy chị, mấy anh với huynh ở dưới. Anh sống một thế giới, tôi sống hai thế giới. Giống như cuối tuần anh tới nhà má anh ăn uống. Còn tôi cũng cuối tuần tôi cũng phải vô điện của thờ mẹ tôi đó, tức là Phật á. Tôi ngồi mẹ cũng hiện về cũng vắng ngang.
anh cũng có ba, cuối tuần anh chở ba anh đi ăn. Tôi cũng có cha, cha tôi là thượng đế. Cuối tuần tôi cũng phải leo lên tuốt trên đỉnh núi, chỗ điện của cha tôi ngồi xuống. Thì cha tôi hiện về dạy dỗ, khuyên nhủ tôi. Nhưng mà anh là người thường thì anh chỉ nói chuyện bằng điện thoại. Còn tôi không phải người thường, tôi cũng vừa phân nửa người thường, phân nửa không phải người thường. Thì tôi tiếp xúc bằng điện thoại và tiếp xúc bằng cái kiểu của tôi cũng được. Anh hiểu không? Thì mỗi người nó có hoàn cảnh khác nhau, nhưng mà chúng ta đều là những đứa con có hiếu. Có cái quan trọng là những chính trị gia như anh đó là hiểu về đời rất là giỏi, nhưng mà về mặt siêu hình anh không thấy. Thì anh ở cái tuổi này nhưng anh cũng chưa cần biết để thấy, nhưng mà đến lúc cái tuổi 60, 70, cái tuổi anh mà mang cái giấy bệnh mà bác sĩ cho vô nhà thương nằm, lúc anh cũng cần nghiên cứu á. Nghiên cứu coi cái hồn mình sắp sửa đi đâu, tại vì bác sĩ nói anh còn có 3 tháng nữa ung thư ruột hay ung thư này kia làm sao. Thì lúc đó anh mới tìm tôi muộn rồi, tại anh nằm trên giường bệnh tôi đâu có kêu anh chữa được. Cho nên những lúc mình còn mạnh khỏe đó, thì mình có cách để mình chỉnh lý cái hậu giận của mình. Xuất thế gian mới quan trọng hơn thế gian. Trí thức mà xuất thế gian á là có một thôi. Anh thấy tất cả những đời vua ngày xưa, từ Lưu Bang, Lưu Bị, Trung Nguyên Chương, những nhà vua của Tàu xưa, Tần Thủy Hoàng, chỉ một quân sư thôi. Những quân sư đó là siêu quần, họ có thần thông, họ nửa người phàm, không phải người phàm, thì họ mới cố vấn cho ông vua được. Tại vì người mà không phải người phàm mới biết được chuyện gì sắp xảy ra. Anh có hiểu không? Giống như anh ngồi đây nói chuyện là tôi đã biết bữa nay tôi gặp anh đó. Anh đâu có biết, anh chỉ khuyên cho anh là ở Sacramento anh lái về thôi. Tại sao anh không lái trễ 15 phút, anh không lái sớm 15 phút mà tôi vừa tới cổng trước cái xe anh đậu ngay sau lưng cho tôi là sao? Cái đó hay vậy. Còn cái thêm cái hay nữa, tôi vừa landing máy bay á, nó vừa taxi từ ở runway vô chỗ mà đi lên, thì tự nhiên cái điện thoại nó mở wifi lên là anh nhắn tin tới liền. Đúng rồi. Đúng không? Đúng rồi. Nó có, thì anh mới có cái clip này để cho toàn thế giới họ biết những cái lời thật lời thiệt của tôi. Không, nó có những cái coincidence mà nhiều khi không phải coincidence, nó sẽ sắp xếp mà. Không, nó xảy ra nó ngẫu nhiên nhiều lần mà mình thấy nó thành ra chắc nó phải có sự sắp xếp ha. Có ha. Sau này tất cả khi mà mọi chuyện đã ngỡ ràng ra đó, đúng là anh mới giật mình, thì anh cũng có cái này để anh lấy làm bằng chứng. Giống như xưa Phố Bò Xa với ông Đoàn Trọng á, ông có lên đây ông phỏng vấn tôi hoài, nhớ cái đám thằng Nửa Dòng Trái Đất rồi đó. Từng nào cũng lên đây phỏng vấn, những lời tôi nói chắc bà con quên hết á. Tại những cái clip đó bây giờ cả triệu người coi á, đâu có ai có thể nói chúng. Từ những cái 5 năm trước mà nói chiến tranh xảy ra từ Trung Đông lan ra tới Á Châu, rồi bệnh dịch, chúng hết, không có gì sai hết. Anh nghĩ cái đó dễ nói không? Thì nó cái khó nói là cái ông Trump mà quay lại nè. Bây giờ là rõ ràng ông Trump quay lại rồi. Mấy cái bệnh dịch thì năm qua không có được coi những cái clip đó, nhưng mà cái kỳ mà nói ông Trump quay lại thì năm qua có. Giờ chỉ cần một cái thôi anh cũng quản hồn nữa. Anh cũng phải kêu tôi bằng sư phụ cho rồi đi. Để tôi dạy anh chút nghề. Để anh được lên làm thượng nghị sĩ giống như kiểu anh Tạ Đức Chí phải không? Ông Chí mà đậu được á, tôi nói ông chắc ông ngồi ông cười bể bụng. Tôi khấn cho ông á. Anh tin không tin? Mấy anh mà vô chức gì á, tôi ngồi ở đây á, chỉ cần cho tôi biết, tôi chỉ đốt cái nhang thôi là mấy anh đã đạt được những chuyện của mấy anh đằng đó. Nhưng mà thi ăn bất cầu báo cũng chẳng ai biết, mà có biết cũng chẳng có chịu tin nữa. Nhưng mà tôi làm âm thầm cho mấy anh em của mình nhiều lắm, rất là nhiều. Tôi đang khấn cho ông Ngô Kỷ á, tắt cái đài của ổng á. Cái miệng của ổng bô. Nghe ông chửi tôi nữa. Nhưng mà thật sự ổng ở sau lưng ổng rồi cũng có kim cương suối ổng không à. Tôi nói giờ mai mốt anh mà đi xuống ba tấc đất á, muốn thằng em này xuống đi đám ma anh á, bây giờ anh tắt cái đài anh đi. Cỡ Hoàng Kiều hồi xưa á, lộng hành á, tôi khấn đây ba cây nhang bây giờ bại liền, thấy không? Hoàng Kiều bại là tôi khấn cho ổng đừng có lên tiếng. Chứ đừng có lớn lối với tôi có khả năng đó, đừng có tưởng thường. Nếu như vậy đáng lẽ anh phải khấn sớm chứ. Nhưng mà chửi quá trời quá đất kìa. Nhưng mà tôi đâu có biết. Chứ nghĩa là tôi ngồi đây, tôi coi trên mạng. Nhưng mà là lần sau phải có cái gì năm quan muốn. Cho nên Hoàng Kiều là lúc đó ông nội này ăn hiếp cộng đồng quá,
tôi cho ông ba cây nhang trong tắt cái đài, anh coi ông Ngô kỹ này nghe, không đầy 3 tháng tắt cái đài. Tắt luôn hả? Ừ. Tại vì ông Ngô kỹ nhớ nha. Ok. Tại ông nói tôi ảo. Anh em này không có ảo đâu anh kỹ. Okay. Tôi thương anh, tôi nói anh muốn chết có bao nhiêu người đi đó mà anh nè. Cái này tình anh em á, cho anh á, tôi chưa bao giờ giận anh, tới ngày hôm nay cái tâm tôi từ bi bao la đó, tôi chưa bao giờ, đã là anh em nha, suốt đời là anh em, tôi không có gì ghét ai, tánh tôi vậy. Nhưng thay vì thấp 3 cây thấp 5 cây cho đi sớm hơn chút được không? Không, tôi không có ác vậy. Okay. Tôi chỉ cho 3 cây để cho tắt cái đài thôi. Đó. Đi sớm nó có nghĩa là tắt đài đó, tắt đài sớm. Từ từ chứ, tại vì nó là quyền duy mà, phải đi vào cái tâm thức của ta. Những người tâm, những người thường anh có thể đụng được, những người chính trị gia đối thủ với anh có thể đụng được bằng cái ý chí anh, nhưng mà những người tâm linh như tôi đừng có đụng tới, đụng tới anh chỉ có thua chết luôn á. Tại tôi có thể làm không có một cái lý do gì để mình đụng mà ảnh hưởng từ xa được, anh hiểu không? Người mấy người tâm linh người ta khác hơn người thường lắm, tại vì tôi chỉ cần có cái tên cái hình của anh thôi là ở đây anh ở dưới, anh mệt ở dưới rồi đó. Cho nên những người nào mà đậu đó là tôi khấn không, nhưng mà họ đâu có biết là tôi trên này tôi khấn đâu. Như vậy là anh Tạ Đức Chiến mà coi cái clip này cũng phải cảm ơn Kiệt nha. Cái bữa tôi khấn nhà ổng á, cái ông Charlie nữa đó. Tại mấy ông xin tiền tôi, dĩ nhiên tôi biết là tôi khấn, còn không xin tiền tôi đâu biết. Lần nào mấy ông đi mà không nhắn tin tôi, tôi khấn. Ok, tiền tôi cho ra anh phải đậu, rồi cho 3 cái nhang rồi đậu luôn. Lần sau nhớ nhắc anh khi... Nãy cho 5.000 cái vụ hai bà chân rồi, còn chút nhớ đưa nghe mấy con. Không mà vào cái mùa này trở lại đây thấy đào được cây cối đẹp quá, mình thấy cái này là một cái nơi mà bắt đầu nó có hồi xưa anh nhớ ở dưới Nam Cà Ly có thằng khỉ tên Tường Minh không, cháu của Nguyễn Công Khế á, nó làm nổi dưới mà nó nổi lắm, thì lúc đó nó làm đám Jenny Alan rồi với chị Kiều Trinh với cũng thất bất sang bạn đó, mà tôi nói họ đâu có tin tôi, tôi cho nó 3 cây nhang bây giờ nó mất tiêu luôn rồi đó. Và như là về Việt Nam tóc đi tu rồi sao nó đi tu, nó mà tu, cái thằng đó mà tu vậy hả, nó đi nó lên đây nó chửi con nhỏ gì nhỏ cái bà Thúy Nga chửi bà Thúy Nga, rồi thưa bà Thúy Nga cái này, hey, mình mày qua đây mà rồi làm em tao mày, rồi thưa Thúy Nga ở Mỹ này không ai thưa ai, chuyện gì bỏ qua tôi phải thưa bà cho bà biết mặt, mày hay quá hả, tao khấn cho mày 3 cây nhang cho mày hết thưa luôn. Tại nó cãi tôi cái đó, tôi càng nó mà nó không có chịu nghe, hỏi nó đi, nó đứng ngay đây luôn nè, nó mày mà thưa bả tao khánh cho mày 3 cây nhang cho mày hết thân bả danh liệt cho mày hết thưa ai luôn á, nó không nghe lời tôi. Thì nó đi với mấy thằng Mỹ tao. Đúng rồi, bây giờ là mình nó về Việt Nam rồi, nó nói hay không, nó nói cãi tôi là xong, tôi khuyên cái gì nghe đi, thằng nó dữ lắm, nó mà tu, nó mà tu hú rồi có tu. Thấy nó trong nhà tượng Phật nhiều lắm, đúng mà nó hù người ta thôi, nó phải là thiệt đâu. Chỗ nó mà tu, tôi không tin nó tu. Wow, bữa nay trở lại đây thấy cái tâm bình an nè, cái tâm bình an đẹp quá. Cảnh này bây giờ mình đi một cái tour đi. Mình đi một cái tour đi, đẹp quá. Thấy hoa anh đào đẹp ha. Mùa sương sang có hoa anh đào. Thưa quý vị, anh Ngô Tấn Kiệt không những là một doanh nhân thành công mà còn là một cái người hát rất là hay nữa nha. Đúng không? Năm qua anh đã có dịp là lần đó anh Kiệt hát chung với là Chu Quốc Huy. Đẹp quá mấy cái cây này. 5-10 năm sau thành cổ thụ này. Mấy cây này là cỡ ai lựa không? Rồi xã tôi lựa đó. Tại nguyên cái cây trên này tôi mua gần 700.000 đô. Thì tối bả từng nào cũng đi xuống Leroy and Nuts.
nursery á, dưới rồi à. Bà lựa từ cây đó. À vậy đấy hả? À bà xã tôi bảo có mắt lựa hoa. Nó này là của công chúa Thủy Tề. À, chị có cái tâm. Ông bà thích bông hoa đồ. Rồi phía trên núi cái trên kia là anh hay lên gặp ba hả? Dạ. À, là cha hả? Anh gọi là cha hả? Đúng rồi, cha anh vậy, thượng đế. À thì đúng rồi, cha. À, cái chỗ đó đó là chỉ một mình ngồi trên đó là trên cái đấm cao cái vàng vàng suốt trên đỉnh. À có cái đó. Ừ. Ừ, có những nơi mấy vị hiện về. Còn chỗ này mấy vị cũng rất là linh thiêng đây mà. Ở đây anh giải thích cho mọi người một chút xíu về chuyện là tại sao mà mình có rất là nhiều những cái tượng khác nhau như vậy. Là mình thờ những cái tượng, những cái giáo phái, những cái tôn giáo khác nhau hả? Hay là một cái sự kết hợp? Ông nào qua Mỹ thì mấy cái tượng này cũng là đình tử. Ông tượng Hùng Vương thì nó quan biết. Gây giới thiệu từ cái không? Đây là Bạch Long, một trong hai vị. Đây là Xích Long, tự chào Bạch Long, tự chào Xích Long. Hai vị thần rồng mà hộ thể của tôi, hộ núi Thiên Long Sơn, với hai vị rồng ở núi Cánh nữa. Tôi có nhiều vị rồng hộ Bình Long, Thanh Long. Đó, này là Bạch Long, Xích Long. Mày mấy cái hình mà anh thấy là mấy vị nè. Đó, này là Đạt Long Quân, Âu Cơ. Đó. Thì tổ tiên của người Việt là ở đây. Phải không? Đi lẻ thôi, chứ không có giải thích nhiều. Dạ, rồi, đi lẻ. Ở đây là nếu ông Sơn Thần. Thì ông Cai Quản là ở đây. Và ở đây là Ngài Lê Nhân Việt. Ngài Lê Nhân Việt thì chết năm 1763. Nhưng mà thật sự Ngài hiện giờ ở bên cái chức vị mà vô vi á, Ngài giống như thủ tướng của nước Việt. À. Ngài là dạy tôi nhiều nhất. À, Ngài Trần Đạo thì ai cũng biết Ngài Trần Đạo. Bên cõi vô vi Ngài là vua của nước Việt. Đi đâu mấy vị đi chung. Còn này là Ngài Nguyễn Công Trực, Đại Thần Nguyễn Công Trực. Thì là cai quản hết quân lính của nước Việt. Ở bên kia cũng y như xã hội chúng ta vậy đó. Cũng có vua, cũng có tướng, cũng có người coi binh, người coi văn, người coi võ. Là cái thế giới kia của anh đó hả? Thế giới của nước Việt, gọi là hồn thiên sông núi nước Việt. À. Cái nước Việt ngoài hiện giờ Bắc Trọng rồi thế này nọ. Nhưng mà thật sự những vị này là những vị đang ở sau lưng của nước Việt. Cũng giống anh có cái xác, anh là anh Nam Quang. À. Nhưng anh có cái hồn đúng không? À. Cái nước Việt hiện giờ cái xác là hình chữ S đúng không? Cái xác đó là đang có Tô Lâm đang thống trị nước Việt đúng không? Nhưng mà ở cái hồn là những vị này gọi là hồn thiên sông núi. Một quốc gia nào nó cũng có cái linh hồn hết. Quốc gia Việt Nam là hồn thiên sông núi, là những vị này cai quản nước Việt. Cũng như người phàm mình có cái xác và mình có cái hồn. Cũng như nước Mỹ đây thì có ông George Washington, người có nữ thần tự do là cái hồn của nước Mỹ. Gọi là hồn thiên sông núi, là họ bao quản nước Mỹ. Vậy anh nghĩ cái xác quan trọng hay cái hồn quan trọng? Cái hồn sẽ mãi mãi, nhiều nghìn năm. Còn cái xác á của anh có 100 năm, một cái thể chế nó có thể 50 năm nó không thay đổi, nhưng mà hồn thiên sông núi vẫn là những gì đó forever, mãi mãi, hiểu chưa? Là những gì này là cai quản nước Việt mãi mãi. Còn cái đảng cộng sản chỉ cai quản tạm thời 50 năm, rồi đưa qua cái này đưa qua cái kia, tức là phải thay đổi như anh thay cái áo vậy thôi. Yeah. Thì cái nước Việt nó như vậy đó. Đây là sư phụ tôi, Đức Phật Thầy Tăng, Đức Bình Vua Sổ, Đức Phật Chùm. Tức là 5 người mà cùng một cái linh hồn đầu thai vô miền Tây để mà lập lên đạo Hòa Hảo, 4 năm loại đạo đó. Thế này sư phụ tôi mà tôi thường nói, Ngài đã xuất hiện sớm. Đây cũng là sư phụ tôi, Phật Hoàng Trần Nhân Tông. Ngài đã dạy tôi những ngày đầu. Ngài nói sau này khi con lên làm vua nước Việt, sau này con cũng sẽ như ta. Đến cuối đời con cũng sẽ vô ngồi thiền nhập thất, rồi xong một kiếp người. Yeah. Sau này tôi cũng như sư phụ. Cho nên nãy anh nói á, mà tôi sau này làm vua mà nhiều cung phi mỹ nữ chắc không có. Ừ. Một bà thôi đủ rồi. Đúng như sau này tôi đi về trời rồi tôi đi tu, mà tôi chỉ lo cho nước Việt thành một nước cường quốc là nhiệm vụ tôi xong. Ừ. Với tôi lo cái đạo ở thế gian. Rồi lúc đó tôi lo chuyện thăng thiên của tôi.
không có chuyện mà nhiều con phi mỹ nữ đâu anh. Nhiều cho anh. Ở đây là bà chị do chị vợ của tôi. Chị này là thủy cung thánh mẫu, người ta thờ nhiều lắm nước Việt. Thì tôi để năm cục này là năm chị em là Ngũ Long công chúa mà truyền thuyết của dưới nước, mình có một cái thế dưới nước. Thì những gì này cũng thường nói chuyện với tôi. Thì bà xã tôi trong góc đó, tại bà chưa chết. Ở đó của Ha Na Ngô ở trong góc. Bà là một trong năm người. Thì đây là bà chị lớn ở giữa trước. Thì mấy bà chị kia thì cũng ở trên trời. Còn đây á, là Thánh Mẫu Liễu Hạnh. Ngày xưa đã đầu thai vô nước Việt á, thời hậu nhà Lê nè, có tên là Mẫu Nhi Thiên Hạ nè, rồi Phạm Tiên Nga nè, Phạm Quyền Duyên nè. Tức là đầu thai vô nước Việt 3 lần. Là chị của tôi, là người chị con thứ hai lớn nhất của Ngọc Hoàng Thượng Đế, là Thánh Mẫu Liễu Hạnh. Tôi là con út phía bên con trai. Ngọc Hoàng Thượng Đế có 24 người con, 12 người con gái, 12 người con trai. Chị của tôi hiện giờ đang bảo quản tôi. Tôi làm sai chị tôi ký đầu tôi đó, thì chị tôi là cai quản nước Việt. Cha cho Thượng Đế, tức là cha cho chị bảo quản hết nước Việt, mà ngoài Bắc người ta thờ. Cho nên này là chị của tôi. Thì hàng ngày, hàng tuần đi đâu á, chị cũng sát bên tôi. Hiện giờ chị cũng đang đứng đây. Nói sai là chị ký đầu đó hả? Không, chị là... Chị cũng giống như là tôi, là ở trên trời tôi chừng 10 tuổi à, 13, 12 tuổi thôi. Nếu không? Yeah. Tôi nhỏ lắm, nhưng mà khi tôi đầu thai vô cái thân này á, thì giờ năm mấy tuổi cũng vậy. Đó, thì câu chuyện là vậy, có mấy vị Phật đây cũng biết. Yeah. Nhưng mà có những cái người tâm linh á, 1 triệu người có 2-3 người hiểu tôi nói. Mà tự nhiên người ta có một cái thành thông, người ta mới hiểu. Nhưng mà mấy người đệ tử đi theo phải hiểu chứ. Thì nó từ từ đi theo, nhiều lâu ngày nó mới hiểu. Cho nên anh phải nhận tôi làm sư phụ, anh theo tôi lâu ngày anh mới hiểu. Còn giờ anh không hiểu à. Bây giờ anh nghĩ cái chết của anh làm nghỉ đi 4 năm, 2 năm. Nhưng mà anh sẽ 70 tuổi. Lúc đó anh cũng quanh đời, không biết cái hồn mình nó được cái chức gì không, mà nó có ai phát lương cho cái hồn mình không. Nó đều có. Lương của cái linh hồn mình là công đức. Mà công đức là lúc đó anh tuổi trẻ, hiện giờ anh phải lập công đức, thì về già anh mới hưởng cái công đức. Nó như lương tiền tiền pension 401k vậy đó. Nhưng mà có nhiều người chính trị gia cả đời, hay những nhà làm ăn, người ta cứ lo gom tiền không à, người ta không có nghĩ hậu vận. Đến lúc ta mang cái bệnh ra thôi, để lại đóng tiền đó, cho con cái nó quậy, rất là uổng, không có hiểu. Phí cuộc đời. Trong mắt tôi á, gọi đó là phí cuộc đời. Còn mấy đứa nhỏ nhỏ này á, theo tôi từ này á, sau này thành là thánh nhân hết, không phải người phàm nữa. Những người nào theo tôi thời nay sau này đều là trở thành thánh nhân với Bồ Tát, với tiên không à, chứ không có trở lại cái cõi thế gian này nữa. Tại vì họ đã lập công đức từ lúc còn trẻ rồi, để có sức mới lập được, có sức mới lại được, có sức mới đọc kinh, có sức mới ngồi 1-2 tiếng ngồi thiền ở đó, có sức mới đi theo tôi chỗ này chỗ kia làm chuyện cho thiên đình. Tại tôi đang làm việc cho cha tôi mà, thiên đình, thì mấy đứa này theo làm việc thì nó có công đức. Chứ còn đợi tới lớn tuổi làm sao theo tôi được. Lớn tuổi đi theo tôi còn phải lo ngược lại nữa. Chết cha không biết khuyên tối nay bác Hiệp Thành có uống thuốc chưa vậy. Còn mấy đứa này hỏi sư phụ tối nay thử uống nước chưa, đúng không? Đi theo tôi hỏi ngược lại còn chết nữa. Cho nên hôm nay anh phải biết chuyện tâm linh là thật, quá thật luôn. Tại tôi đang đứng đây mà, tôi là một trong người lạ nhất trong 8 tỷ người. Tôi nói câu này hoài mà tao không có hiểu. Tôi lạ anh, lạ hết mọi người. Tại tôi có phần nửa là người phàm, phần nửa của tôi là người ở cõi trời. Cho nên tôi tiếp xúc hai cõi, tôi sinh hoạt hai cõi, tôi làm việc cho hai cõi, và tôi làm việc cho hai chế độ cộng sản và quốc gia. Tôi làm việc cho hai thế hệ quốc nội quốc ngoại. Tôi làm việc cho thời giữa cái ác và cái thiện. Cái gì tôi cũng là giữa 2222 hết. Anh tính thì cuộc đời tôi cái gì cũng 22 hết. Chỉ có hai vợ là không có. Muốn lắm mà không dám. Tại vì cha sẽ ký đầu.
cha ký đầu rồi chị sẽ phạt đó. Nhưng là anh cứ tới 5 bà chị là vợ luôn mà. Đâu 4 bà chị vợ. 4? À 4 bà chị vợ. Ra là bà có hay mấy chị, tôi thường nói chuyện với mấy chị mà. Người ta cứ đồn đón rồi cứ gì. Thì trên thế gian này á, anh cũng làm cái chuyện biết. Người bạn của anh á, sẽ có ngày quay xuống là anh cũng thấy rồi. Đúng rồi. Trên thế gian này mà làm cho đẹp lòng mọi người không thể nào ai làm được, đúng không? Đúng. Anh có đẹp lòng, đẹp mặt, đẹp kiểu nào nữa người ta dẫn. Cái mà Nam Quang thấy được mà nó có thể nó dẫn anh nó cái hay của cái đạo của mình đó là anh lấy cái từ bi đó làm cái nhân tố chính của nó. Khi mà anh nói là từ lâm anh cũng ok, không có trả thù ai hết mà trời chẳng những không trả thù mà tôi còn lấy bò lát vàng đãi ổng, kỳ này ổng ăn thoải mái mà không bị chửi. Kỳ này tôi ướp vàng mà vàng 24 nguyên chất của Canada luôn á. Làm tách cho ổng ăn. Giờ ở Việt Nam mà kiếm chuyện với ổng, chuyện cái nào đáng thì mình nói ổng sai thì sai, còn nào đúng thì đúng. Thời đó ông ăn bò lát vàng tôi binh ổng mà, cái đó chuyện bình thường ở Mỹ nè, đúng không? Tôi tuy là không có mai ăn uống quan sang trọng, hay tôi đâu phải là người sang trọng, muốn sang tôi sang hơn tất cả mọi người, muốn tôi bình dân hơn tất cả mọi người, cái đó rất là khó làm. Có những người ở hàng kiểu tôi là lúc nào cũng sang. Tôi chỉ sang với người nào sang khi tôi ra đường để mà tôi những cái tụi làm ăn. Còn những người bình thường tôi vẫn là bình thường. Hỏi cái đệ tử đi. Bữa tôi mang đây dép quỳnh quỳnh nữa. Nếu như còn bữa mà... nay mang dép. Ờ vậy hả? À ha mê. Cái... Tại vì đang trên bên trường xuống. Cái... Vậy ha mê. Cho nên muốn tôi sang là tôi sang. Như vậy thì anh muốn đâu có sợ bị tôi... Bây giờ anh về Việt Nam đâu có sợ bị tôi Lâm bắt đâu. Đúng không? Anh binh Tô Lâm mới vụ ăn bò giấc vàng mà. Nó là hơi ngu. Nhưng mà tôi đâu có ngu kiểu đó. Tô Lâm ở Việt Nam chẳng có ai gọi là đồng chí hết á. Không có ai đồng chí với ai á. Có quyền lợi không à. Không có thuộc về quyền lợi của tao. Tao thịt mày. Không có tình nghĩa, không có đồng chí gì hết. Có một cái hay ở trong cái cái cương lĩnh mà nhân bản của Đảng Thiên Việt đó. Nên con thấy cái vấn đề là lấy cái nhân từ đó ra để mà mình thu thập nhân tâm. Cái đó nó hay cái chỗ nếu như mà mình không có được cái chuyện đó ở nước Việt Nam mình á, thì không có cái sự thay đổi về hoặc là nếu mà có đi nữa thì nó cũng sẽ có những cái mất mát về người, về của, về nhân mạng, anh thấy không? Khi mà nó thay đổi chế độ đó thì nó sẽ có nhiều thứ nó xảy ra lắm. Ví dụ bây giờ làm sao mà tự nhiên Đảng Cộng sản họ có thể là họ step down, họ đi xuống để mà họ nhường quyền lợi hay là quyền lực cho những cái đảng phái khác, tại vì họ sợ trả thù. Anh nhớ cộng sản á, cái ngày nó chết á, nó còn một ngày hấp hối, nó cũng chẳng muốn nhường nữa. Thì đúng rồi, nó đang suy nghĩ tới 100.000 cái mưu kế để mà nó giữ đảng, thì anh biết không? Cho nên tôi là một trong những cây gai của họ, anh có hiểu chưa? Cái gai hả? Gai trong mắt của họ, họ muốn nhổ. Nhiều khi cũng trong mắt của những chính trị gia ở Mỹ. Nhưng mà cái cương lĩnh nhân bản đó của mình, họ sẽ không có làm cho họ sợ. Thí dụ ủa, giờ Chúa Giê-xu á, hồi xưa ổng đâu có làm vậy đâu. Giống như nãy tôi nói, tôi cũng chưa xin cộng đồng sen nào á. Nhưng mà họ không thích là không thích. Khi cái tâm của con người giống như bây giờ con vợ anh mà nó không ưa anh nữa, nó đi với bồ nó rồi, anh có lãi nó 1.000 lãi nó cũng không ưa anh nữa. Cái tâm con người khi đã thay đổi, người ta không thích cái đó, người ta không thích. Anh thích ăn ớt thì chuyện của anh. Tôi thích ăn ice cream thì chuyện của tôi. Biểu tôi ăn ớt tôi ăn không ăn, còn biểu tôi ăn ice cream tôi không ăn. Thế mỗi người, người ta cái lý tưởng của người ta khác. Có những người ta thích cộng sản, có những người thích quốc gia. Nhưng mà ý thức hệ thôi. Nhưng mà cái nào làm lợi cho dân tộc kìa mới là quan trọng. Nhưng mà những con người nhiều lúc không có khe làm lợi, hoặc tao thích cái đó, tao thích cái đó. Cho nên có những cái số gọi là Đức Thầy nói đó là
Minh chờ vua Kiệt Hồi Quy xử phân những kẻ vô nghị. Vô nghị là mấy thằng lì lợm á, nó chẳng biết trời đất gì ai, nó chỉ thích làm chuyện nó thích làm thôi, điên cuồng vậy đó. Cũng giống như giờ một đống cái thằng xăm mình ở dưới Mỹ nè, bắt giờ bỏ tù quá trời đó, kêu mày đừng có hút trớt, mày đừng có làm này kia, họ đâu có ngưng mấy cái đó được. Cái nhân sinh nó là như vậy. Con người chúng ta từ những con thú nó đầu thai thành con người. Anh cõi trời, anh đầu thai làm thân anh, tôi ở cõi trời. Con thú nó bốn chân, nó vô thân người nó còn có hai chân, nhưng mà cái lòng dạ và cái ác ý của nó như là con thú. Anh muốn nó giống như con người sao giống được, anh có hiểu cái đó không? Tại vì con người khoa học gia nó chưa có phát hiện ra được thôi. Chứ giờ con thú nó vừa mới được mang thân là con người, như là con sói đi, thì nó vừa bỏ cái kiếp sói của nó mang thân người, nhưng mà cái tâm của nó vẫn là sói, không thể nào nó thành tiên được. Còn một đứa con gái mà cô tiên, anh kêu nó làm chuyện bậy bạ không bao giờ làm, tự vì nó có cái tự hào của nó. Còn một đứa mà nó ở thú lên, anh không kêu nó cũng đi làm nữa. Cho nên cái nhân sinh nó tùy theo. Mà cuối cùng cái cương lĩnh của mình nó cũng sẽ thu phục được nhân tâm của người ta chứ hả? Tại vì con người nó hướng thiện mà. Có thu phục được hay không á, thì cũng giống như 7-8 năm về trước khi tôi gieo cái hạt giống thiên tâm xuống. Lúc đó tôi chỉ có mười mấy người, trong đó có vợ tôi với hai đứa con với mấy đệ tử làm trên núi, là 12 người đệ tử đầu tiên. Mà hôm nay tôi có 20 mấy triệu đệ tử. Thì hôm nay cái hạt giống thiên việt vừa gãy xuống, thì mới gãy xuống thì bữa giờ cũng được 5-70, nhưng mà trong tương lai nó có thể lên cả mấy chục triệu, who know. Anh phải gieo xuống dưới đất thì tự động nó mới mọc lên chứ. Thì trong tương lai như thế nào mình không biết, nó cũng y như thiên tâm của tôi gieo xuống thôi. Anh phải gieo xuống thì nó mới có mọc, còn anh không gieo lấy gì để mọc. Còn ngược lại cái đảng cộng sản của thế giới càng ngày nó càng tàn héo. Hoa hồng mà đến ngày nó tàn, nó héo và nó rụng. Hồng tàn giữa mùa xuân, mọi vật đều xanh tươi, gì đó đứa nào thuộc trước ngõ anh em mừng. Trở lại xóm vầy, Minh Dương trở về dựng nước, anh hùng ra về lần lượt dựng lại cơ đồ, phục hồi trần nghiệp, bờ cõi gian sang thế giới bình an gì đó. Phục hồi trần nghiệp, Minh Dương trở về dựng nước. Bất cứ sấm ca nào của thời xưa đều có nói về Minh Dương vua trở về. Cái nước Việt mình không có thể tổng thống, không có thể bí thư, tại vì mình ngăn cách bởi cái tiếng nói ba vùng miền và quốc nội quốc ngoại. Và đồng thời mình cần một cái cương lĩnh lâu dài, là vì cái đất nước mình giờ cái học thức không còn. Anh cần có một cái 4 năm thay đổi hoài thì nó không có phát triển được, anh hiểu không? Cho nên bề trên nó mới nói là phải cần có vua để một cái cương lĩnh đi một cái triều đại lâu dài mấy chục năm thì nước Việt nó sẽ cường thịnh. Chứ đâu phải tôi ham làm vua đâu anh, tôi nhường cho anh đó. Tại anh thích nhiều vợ, tôi với một bà thôi, rồi tôi nghe không khoái rồi. Ông nào bọn ai nói vua nhiều vợ? Nó thường là thấy vua nhiều vợ. Nhưng mà thí dụ như sau này chuyện thuận duyên gì tôi không biết, nhưng mà dữ lắm á thì tôi không hiểu, tôi chắc người một nữa dữ lắm. Là maximum tôi sợ lắm, tại vì tôi không có ham mấy cái vụ trai gái thế gian. Chỉ mong truyền kỳ lịch sử thôi, mình để cái lịch sử như sao cho nó đẹp đó. Tại cuộc đời tôi cũng phim mà, sau này nhiều phim nó quay lắm, quay nhiều vợ xấu hổ lắm. Ví dụ như sự bắt buộc sau này cha cho cái gì á, giỏi lắm người nữa là dữ lắm rồi, maximum xong. Còn ở ngoài á, mà những cái thế lực mà xuyên tạc tôi nói khẩu nghiệp, đứa nào mà chửi tôi á, người đó sẽ mất cái duyên của đời này. Tôi đâu phải người phàm, chửi tôi là mấy vị thần thánh bên dài ghi hết, ở xa nhìn dặm mà nó lén tôi một câu tôi cũng biết mà. Nhưng mà những cái thế lực mà đang xuyên tạc anh Nam Quang đâu thấy bao nhiêu đâu mà AK-47 AK-47 thì hồi xưa nó chửi tôi ba que. Rồi bây giờ tôi giải thích, ba có ông nội mày chứ ba que, Bắc Trung Nam ba dòng máu cờ của thành Thái,
1938 mà xưa nó chửi tôi bao que cà chớn không à. AK-47 á, sau này tao nói cái ngày mà cộng sản sụp đổ, mà nhờ cái lá cờ này á, là dân tộc mới có tiền, có kinh tế mới lên được Bến Thành, mới xôn náo nhiệt là lại. Rồi chợ búa, tiền tài, tiền đô nó đổ vô là nhờ lá cờ này á, mày chửi đi. Mà lá cờ này lá cờ tạm thời trong thời gian đầu anh hiểu không? Sau này mình mới họp dân lại, rồi mình chọn một cái lá cờ. Tại trong lòng ít nhiều người ta lớn trẻ không thích màu vàng. Nhưng mà cái màu đỏ bây giờ họ xài không được, cái lá cờ Phúc Kiến mình không có xài được. Thì cho nên á, nhưng mà lúc đầu á là để hàng gắn dân tộc, để 6 triệu người mà ồ ạt bay về á thì mình cần. Tôi giải thích sao nó sẽ yên vậy. Sau này nhân loại ai mà làm cùng phim về cuộc đời của tôi với những gì tôi nói, người đó làm tỷ phú. Sẽ có hai người làm tỷ phú, ai làm cùng phim của Thiên Tấn Kiệt. Và cái người nào hôm nay nghe lời của Thiên Tấn Kiệt là mai cờ vàng ba chọc đỏ, chuẩn bị hết, sắp sửa bán. Bán nhiều ta cũng mua hết. Một lá cờ, cây vàng ta cũng mua nữa. Tại cái ngày đó ta mừng quá, người ta ra ta treo cờ vàng ba chọc đỏ, treo khắp cả miền Nam Bắc, từ mũi Cà Mau tới Lạng Sơn, treo cờ vàng ba sọc đỏ. Ai mà treo nhà nào cũng hí hửng ra, háo hức để treo. Dạ, cái ngày đó là cái ngày mà mọi người mong đợi từ lâu lắm đó nha. Nhưng mà có một số người đâu có mong. Có một số người vẫn chửi tôi, tức là không mong. Thì là biết là ai không? Là Loa Nam hoặc là Tình Báo Hoa Nam hay là Trung Cộng, nó nằm trong trong quốc gia của mình, nó biết tiếng Việt, nó chửi tôi. Tại những gì tôi nói là toàn là bất lợi Trung Cộng không, anh thấy không? Bởi vì thằng nào chửi sư phụ lần đó là Tình Báo Hoa Nam rồi, cái người Việt không thể nào chửi sư phụ được. Ok rồi, rất là cảm ơn anh Thiên Tấn Kiệt để cho Nam Quang một cái buổi gặp gỡ. Người còn 5.000 của anh đó, anh gửi tôi cái information nha, tôi chuyển cho. Nó họ quên đó, quên vụ 5.000. Vâng, rất là cảm ơn anh Thiên Tấn Kiệt đã dành cho Nam Quang cũng như và Trust Media Network một cái buổi phỏng vấn rất là thú vị và một cái buổi tham quan mà mình nghĩ là wow, có thể là rất là lâu nữa mới có thể lặp lại được. Rất là mong quý vị đón nhận những cái chia sẻ của anh Thiên Tấn Kiệt với lại một cái open mind, một cái đầu nó mở ra thưa quý vị. Tại vì nếu như mà mình không có mở ra giống như một cái cấp nước, một cái ly nước mà nó đầy, một ly nước đầy ấy, thì mình cứ rót nước mới vô thì nó cũng đổ ra ngoài thôi. Ra nếu như mà mình open cái mind mình để mà mình lắng nghe thì có thể là mình sẽ tiếp thu được những cái mới. Thì đó là một cái cách mà Nam Quang cũng hay tự nhủ với mình như vậy, và mình thực tập, mình practice nó như vậy cho quý vị. Một lần nữa xin kính chào quý vị và hẹn gặp lại quý vị. Rồi, cảm ơn ông anh ghé thăm mình nha, cũng coincidence gặp. Bye bye.